mình học hành dễ lắm. Bây giờ tự nhiên nhà nước lấy lại ngôi nhà này. Ê Thủy, không lẽ tao với mày trở về ký túc xá nữa hả? Thôi, đừng có nhắc ba chữ ký túc xá với tao nữa, tao sợ ba chữ đó lắm rồi. Thôi, nhưng mà bây giờ mình phải tính cái cách nào mình phải ở đâu dạ, chứ. Bây giờ lấy lại nhà rồi làm sao giờ? Từ đây đến đó còn bao nhiêu là lâu. Với lại từ đây mà đến lúc dọn nhà thì còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Thôi, đừng có nghĩ lung tung nữa, ở đây đi. Tao vô tao học bài. Mình phải tính, phải tính. Thôi, tao học bài mà đừng đợi nữa. Khách sạn á, mình ngồi trước cái bộ ghế salon á, cái khách từ ngoài đi qua tưởng mình Việt kiều mới về nước nha. Ông Nhiêu ơi, ông ác với bạn bè vừa phải thôi. Ác xin cho nó làm bảo vệ, ác gì? Xin gì? Anh mà vô chỗ anh Dũng làm á, chừng 3 ngày là anh Dũng bị ta đuổi việc rồi. Làm gì mà đuổi? Chứ còn gì nữa, mỗi người khách đi ngang qua phải tốn cho anh ly cà phê với nải chuối. Làm sao? Tưởng anh là ông địa. Nói lúc nào cũng không qua. Bây giờ cho hỏi thăm đi xíu nè. Sao Thủy lúc này sống sao? Vẫn sống. Trời ơi, sống như bà hoàng luôn. Đây nghe. Cái ông mà bảo ông mà chủ khách sạn á, cứ già đó, bồ đó. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Nhiều chuyện. Sao? Chuyện gì? Giận vợ. Còn Phượng với Tuấn sao? Đó, còn với Tuấn thì em. Nè, vẫn ngày ngày dắt tay nhau lên
giảng đường và cố nhét thật đầy kiến thức vào hai cái dạ dày toàn đầy xôi. Ông giỡn nghe, nè 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 nè, coi diễn này, diễn này nha. Giết thầy đạo, giết thầy đạo nha. Thôi nha, đảo chóng cho thầy đạo. Nè nè, bậy xôi, bậy xôi. Em ăn xôi đi. Thôi em no, em ăn là anh ăn đời. Không, em ăn ngon. Anh ăn đời. Ăn ngon. Ăn đời. Ủa, trời ơi, ăn ngon. Thôi nè, nói thôi xích, mất thôi chết nè. Em ở trên này nè. Dạ hả? Ừ. Để lên lên. Ừ. Anh có mua xôi cho em ăn xôi đi. Đó, những cái tù để tôi diễn gì đó. Anh ăn rồi, em mới thấy anh ăn rồi. Ủa? Hay lạ không? Lạ không? Tự nhiên lạ. Có lạ. Sao đây kiếm nón bộ đội đâu, đội vô hay vậy? 1, 2, 3. Ê, Dũng ơi, mày về hả? Ngồi luôn là gì phép? Tao về luôn. Tao nói thấy đợi anh hỏi Lâm coi. Sao? Dạo này mày học hành vẫn tốt như xưa chứ? Học vẫn tốt. Nhưng mà Dũng à, gì? Chắc kỳ này tao phải nghỉ học luôn quá. Cái gì nghỉ học? Ra đây. Ra đây. Nè. Sao mới học nói tao nghe coi. À, vừa học vừa làm căng quá chịu nổi. Căng. À, thôi được rồi. Anh yên tâm đi. Mấy mốt nhóm của mình á không còn cực nữa. Tại vì biết sao không? Dạ. Ông Phượng sắp đi thi hoa hậu rồi. Ờ? Gì? Ý kiến hay á. Không hay chứ. Phượng cứ đi thi hoa hậu đi. Rồi rủi mà em đậu hoa hậu thì anh sẽ trở thành người yêu hoa hậu. Ừ. Thôi, cũng có thi gì cho. Thật tin ghê. Ờ, được rồi, được rồi. Ghẹo lắm, Phượng nó giận đó. Ờ, nó nghe nè. Nó nói chơi mà giận gì không? Ở giận vậy, bữa nay là anh Dũng về. Đi chợ mua gì đãi cho anh Dũng đi. Cái này được à. Thiệt. Quá hậu nha. Ờ, thôi chửi thì thôi, tao nói thử rồi chứ hộ. Đi chợ. Chợ Dũng về tụi mình phải làm tiệc tải nó chứ. Đi tranh thủ đi làm. Chờ nha. Mày chở đi. Rồi xách tở thì đi chợ đi. Nhanh. Đi. Chị ghé quán bữa sáng á. À, kêu cái lỗ chó. Hả? Dạ, chạy chạy viên dương nữa, vô là ghé ngủ. Có tiền không? Thấy tiền hả? Chiếm nhỏ. Thủy. Không có đâu hả? Chúng bị không có gì Thủy á. Trời ơi, có Dũng về. Thì đồng ý là anh Dũng về là vui rồi. Nhưng mà bữa nay anh Dũng về mọi người nhậu rồi, lát bỏ bài tùm lum tùm la hết. Phượng nó dẹp tội nghiệp nó. Nghe. Thôi giờ anh vậy. Phượng đi chợ anh mình thôi. Anh Tuấn ở lại, em có chuyện bàn với anh Tuấn. Để em chở anh Phượng đi. Thôi. Cái gì mắc kêu đập kêu giống rồi. Lại đây chị nha. Cái chỗ là phải làm gì nè. Đó. Có sợi dây đây không? Rồi. Dịch lên thì nó mới dính. Rồi. Rồi thắng á. Là em bó bên này nha. Bó bên này là đi luôn á. À, đúng rồi. Rồi, đi nha. Anh nhớ nhớ sợi sơn cho chừng dính vô quần dơ nha. Nhí. Ghê. Màu mày. Cái gì vậy? Mày kêu chó hả? Cái này là ông tự nhận với tôi có nói không hay chưa? Cái gì? Em có chuyện rất quan trọng muốn bàn với ba. Rồi, bàn đi. Mày cứ chờ con Phượng nó đi rồi em mới dám nói là biết là quan trọng cỡ nào rồi, đúng không? Dạ. Cái chuyện này là liên quan trực tiếp đến anh Tuấn và lại con Phượng. Dạ. Tức nghĩa là con Phượng bây giờ nó chỉ còn có 2 tháng nữa thôi. Ê. Là... Mình làm sao? Mày quá đáng mày còn đi học mà mày làm gì mày? Thủy! Nói gì nói rõ ràng để coi hai đứa nó dòm được. Thủy nói gì tụi mày 2 tháng nữa. Thủy đứa đi học con hành tụi mày làm gì kì vậy? Trời hai mày nghĩ bậy phải không? Mặt vàng hay ốm luôn à? Em có nói ý đó. Em nói 2 tháng bằng sao? Trời ơi, ý em nói là chỉ còn có 2 tháng nữa là con Phượng nó thi rồi. Trời ơi. Tháng 9 người ta mới thi bà ơi. Đúng không? Tháng 9 thi gì? Tháng 9 thi tốt nghiệp. Đúng rồi. Hai đứa thi tốt nghiệp. Cái thi gì vậy? Thi hoa hậu. Thi hoa hậu hả? Ừ. Mà mấy anh biết không? Em đã lỡ đăng ký cho con Phượng đi thi hoa hậu rồi. Mà em biết cái tính nó khó phải không? Mà em về em nói với nó, nó là vậy, nãy là nó làm tùm hết nó biểu. Mày đi thi đi, mày đi thi đi. Mà em...